lộc vàng trên đất tới nhà nhà. Bính tướng lộc vàng qua tới bát tài liền, lắc có vàng. Tết này lộc vàng đi khắp mọi miền, nhà đẹp sáng như tiền. Muôn trần đẹp thay nhau vĩnh tường liền, vĩnh tường về nhà sáng láng thiệt hiền. Bính tướng vĩnh tường cùng niềm vui tới mọi miền, lộc vàng sẽ theo vui. Và mời anh Vũ khởi động ạ. Wow, yeah, và xin chúc mừng anh Vũ ạ. Đêm hôm đó mình em vui lắm. Về nhiều khi suy nghĩ tới không biết sao mà mình may mắn mình tốt vậy. Nhiều khi tối gì không được, bữa đó về ngủ không được luôn. Mấy anh em trong câu lạc bộ cũng chúc mừng đầu này kia thì mình thấy đó cảm thấy là rất là vinh dự. Năm 2020 là một cái năm rất là đặc biệt, có nhiều cái sự kiện cũng như những cái thách thức. Thì thông qua chương trình Lắc Lộc Vàng thì Vĩnh Tường muốn đầu tiên là muốn tri ân tất cả khách hàng đã gắn bó cùng Vĩnh Tường trong một năm vừa qua. Và thứ hai chúng tôi muốn tạo một cái niềm vui, một cái sự phấn khởi vào dịp cuối năm để cùng gắn kết với khách hàng và các anh em thầu thợ thông qua chương trình này. Một chương trình rất thiết thực cho anh em thầu thợ. Cảm ơn công ty Vĩnh Tường. Kiếm thật nhiều coi như là công trình và để cho Vĩnh Tường cũng như là mình sử dụng cái hàng Vĩnh Tường rất tốt. Chương trình Lắc Lộc Vàng là nó cũng hên xui mình lắc được vàng hoặc là được xe thác hay là này kia đó là hên xui thôi. Dạ anh Sơn nghĩ gì về chương trình Lắc Lộc Vàng ạ? Một chương trình rất thiết thực cho anh em thầu thợ. Cảm ơn công ty Vĩnh Tường. Lấy cái đó để làm động lực để sau này mình kiếm thật nhiều công trình và giới thiệu sản phẩm Vĩnh Tường nhiều hơn nữa. Đó là hên xui thôi. Tất cả là hên xui đúng không anh? Nhưng mà mình hên hơi nhiều. Các anh thích gì ở chương trình Lắc Lộc Vàng? Chả nhớ không thích cái gì, cái gì cũng thích hết. Được điểm cũng thích mà được vàng cũng thích. À được điểm thích, được vàng thích. Bắt mạnh đi anh ơi.